Việt Nam sạch bóng tay cơ tại giải Pung 9B thành phố Hồ Chí Minh. Cơ thủ cuối cùng của Việt Nam tại giải Pung 9B thành phố Hồ Chí Minh mở rộng là Nguyễn Phúc Long đã không thể làm nên bất ngờ trong ngày thi đấu ngày 28 tháng 9. Tay cơ cuối cùng của Việt Nam Nguyễn Phúc Long không thể làm nên bất ngờ tại giải Bia Pung 9B thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2024. Ở lượt trận vòng 1/8 giải Bia Pung 9B thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2024, Nguyễn Phúc Long, hạng 129 thế giới, đã để thua 6-11 trước Sang Jin Pelivan. Đây là trận đấu mà Phúc Long thi đấu ngang ngửa với đối thủ trong suốt 8 ván đầu. Tuy nhiên khi tỷ số đang là 4-4, Sang Jin Pelivan với khả năng dọn bàn tốt hơn đã thắng liền 6 ván để dẫn trước 10-4. Nỗ lực của Phúc Long chỉ giúp cơ thủ này có 2 ván thắng trước khi Pelivan kết thúc trận đấu với tỷ số 11-6. Dừng bước ở vòng 1/8, Phúc Long nhận 1.600 đô la Mỹ tiền thưởng, gần 40 triệu đồng. Như vậy, Bia Việt Nam cũng không còn đại diện tranh tài tại giải đấu năm nay. Sau khi các lượt trận vòng 1/8 kết thúc, ngay lập tức đã diễn ra các trận đấu vòng tứ kết. Hấp dẫn và bất ngờ nhất phải kể đến chiến thắng kịch tính 11-10 của Sang Jin Pelivan, Bosnia Herzegovina, hạng 47 thế giới, trước ngôi sao hạng 8 thế giới U Kung Lin, Đài Bắc Trung Hoa. Trận đấu mà hai cơ thủ đã trình diễn khả năng dọn bàn cực kỳ ấn tượng và phải định đoạt kết quả sau ván thứ 21. Cơ thủ hạng 2 thế giới Alex Karakit vẫn duy trì phong độ cao. Cơ thủ hạng 2 thế giới người Hy Lạp Alex Karakit vẫn giữ vững đẳng cấp đáng nể khi thắng Rang Sauker, hạng 41 thế giới, 11-3. Carlo Biado, Philippines, hạng 4 thế giới, đã thắng 11-4 trước người đàn em đồng hương Anthony Raga. Ở trận còn lại, Mario He, Áo, hạng 17 thế giới, cũng cho thấy đẳng cấp khi thắng 11-8 trước Edward, Indonesia. Trong ngày 29 tháng 9, giải Bia Pung 9B thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2024 sẽ diễn ra ngày thi đấu cuối cùng với hai lượt trận bán kết và chung kết. Trận bán kết một giữa Alex Karakit và Mario He diễn ra lúc 12 giờ. Bán kết hai giữa Sang Jin Pelivan và Carlo Biado diễn ra lúc 15 giờ. Trong khi đó, trận chung kết sẽ diễn ra lúc 18 giờ. Vòng chung kết giải Bia Pung 9B thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2024 khởi tranh từ ngày 25 đến 29 tháng 9 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 128 cơ thủ gồm 96 tay cơ có suất chính thức, trong đó có những siêu sao top đầu thế giới cùng 32 cơ thủ vượt qua vòng loại tranh tài cho chức vô địch lên đến 35.000 đô la Mỹ, gần 900 triệu đồng. Đây là số tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử Bia Pung Việt Nam.